Vâng, lời đầu tiên cho cháu xin gửi lời chào đến các cô các chú. Xin gửi lời chào đến thầy. Cháu là sinh viên, cựu sinh viên học sinh của thầy Thịnh, một trong những cái lứa học sinh đầu tiên của thầy ạ. Và cháu đã định cư và người Vĩnh Phúc. Thì hôm nay là được lời mời của thầy và các cô chú được đến đây để giao lưu. Thì cháu lên được thấy là tinh thần âm nhạc vui quá, rất vui. Và không biết là bây giờ cháu xin phép hát bài tặng các cô chú được không ạ? Dạ vâng. Thế cháu xin gửi lời người dân Vĩnh Phúc thì mang lên các cô ở các chú Hà Nội lên. Thì cháu xin được gửi một bài hát về Hà Nội, một bài hát của nhạc sĩ Phan Nhân. Bài hát có mang tên là Hà Nội niềm tin và hy vọng ạ. Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của hôm nay và mai sau. Mặt hồ gương vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thanh thang năm cửa ô, nghe tiếng cười không quên những thương đau. Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chàng vỗ tay thì lớn không ạ? Lâu lắm cháu mới hát đấy, lâu lắm rồi cháu mới được hát. Vâng. Mặt hồ gương vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thanh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kia đồng pháo vẫn vươn lên trời. Nên tiếng ca âm tiếng bom rơi. Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc cô chú một buổi tối thật là vui vẻ và mát mẻ trên tam đảo Vĩnh Phúc.